Sino Motor nha. E2324. Thì bên em làm video test con này. Rất là to nha, trợ lực lái. Rồi con Hino Moto gầu súc 324 nha. Test để mà bán cho khách. Đấy, rất là lực. Nó khá to nên em phải đứng ra xa xa tí. Đấy, gầu ghê lắm nha. Hồng bánh nha, nhẹ nhàng một cái là hồng bánh. Ghê thiệt, ghê chưa. Hồng bánh. Xe rất là lực.